Mày ông đây đây đây. Đấy, ăn nhãn không? Kìa kìa, nhanh. Ăn nhãn không? Hả? À, cho ăn nhãn nhá. Thôi thôi thôi. Đây, đây. Đấy, ăn đi. Ha ha, ăn rồi. Mất. Mất. Mẹ ông tướng kìa. Mất đây. Mất. Đây. Mất. Ăn nhãn không? Thôi. Ăn không? Đây, ăn nhãn không? Rồi. Đấy, ăn đi, tha đi. Ô mày không ăn à? Mày không ăn mày tha đấy làm gì? Đó. Còn con mật kia có ăn không? Đấy, răng của nó. Mật đâu? Đấy đây. Mật. Con nó mộp. Mày. Con nghịch ngợm này. Đây, con. Đây, này, không hấp dẫn à? Này. Không ăn ta. Ăn nhãn không? Ừ, ăn đi. Hai con ăn nhau mà. Ăn đi. Đấy, ăn đi. Ăn đi còn chờ đợi cái gì? Nóng quá hả? Nghịch cho nóng vào. Cho ông thở này. Ngủ nào mình hẹn. Ôi mẹ mày. Mày còn thế nữa tao đánh đít. Nhốt vào chuồng đi chưa? Thư thân. Đi vào chuồng đây. À, con đi vào không? Đấy. Cứ ngày đòi ấy thôi. Rồi xử lý em. Ôi tiền nhân. À. Đi vào. Vào chuồng. Mày. Quát còn biết sợ thôi. À. Quát còn biết sợ. Má. Vào chưa? Muốn nốt cho không hả? À? Nhìn vừa đấy chứ. Cho vào chuồng nhá. Nhá. Bà ra ngoài không được nghỉ các bạn. Cứ trêu nó rồi. Con này đi đây. Ra đây. Đó. Làm sao? Cũng sợ luôn à? Đó, quá tí rồi nó sợ à? Bên kia nữa. Dê yeah, xem nào. Ra đây, ra cho quả nhãn, nhanh. Ra cho quả nhãn chơi, nhanh. Ra đây. Úi giời, ông ngạp. Ra đây. Mật, đây. Đấy. Mày thôi, mày có ăn đâu. Mày không ăn. Con mật đây ra đây. Đây. Mật đây. Nhanh. Đấy, con này nó ăn nhãn rồi đấy. Con này ăn không? Này cho quả chơi. Không hấp dẫn à? Không thích à? Hả? À. Thế mày lười vận động vậy? Cút đi nhà mày.